Xin mời em. Chào em. Mới vô mà không khí có vẻ khá là trầm buồn ha. Và lời nói đầu tiên cho phép em là Tâm Thảo, là thành viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Come Out, cũng như anh Tuân và chị Chi, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Anh nghe cái bài hát xong anh vẫn còn cái cảm xúc nữa ở đây. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ công việc hát Lô Tô là công việc chính của em hả Thảo? Công việc hiện tại của em là công việc hát Lô Tô. Rồi cái con đường nào đưa em đến cái nghề nghiệp hát Lô Tô này? Thật sự mà nói là em còn nhớ năm đó là năm 2009, em bỏ nhà ra đi. Là đầu tiên là em không có đi theo Lô Tô. Đầu tiên là em đi theo một cái chị ở xóm, là chị dẫn em đi qua bên Sóc Trăng. Chị nói là đi theo chị bán vé Lô Tô, nhưng mà thời điểm đó là đang trong tình trạng là mùa mưa, cho nên là chị nói là đoàn của chị chưa có hoạt động lại. Cho nên là chị dẫn em đi qua bên Sóc Trăng là đi bưng nước cho cái quán cà phê hát với nhau. Em cũng rất là thích hát, tại vì nghe nói là đi theo hát Lô Tô rồi là em nghe em phái lắm. Nhưng mà lúc đó em không có được hát, chỉ là bưng nước thôi, mà một ngày chỉ được có 3-40, 4-50. Hai tháng sau thấy công việc đó giống như là không có thích hợp với em. Nhiều khi mấy bạn đều cứ chọc chọc rồi đó, mấy bạn mà đi lợi uống nước á hay chọc rồi gờ rồi em sợ. Tại lúc đó còn nhát á, em mới nói thôi chị ơi em không làm công việc nữa đâu. Chị nói chị dẫn em đi Lô Tô gì đó, thì thôi giờ chị em mình đi Lô Tô đi. Thì chị mới dẫn đi, cũng ở Sóc Trăng luôn, cũng có cái đoàn Lô Tô á chị. Thì lúc đó là đi theo đoàn đó thì cũng cực lắm, tại vì mưa gió. Rồi mới có vào được có 2 ngày mà không có ngày nào được hát hết trơn, không ngày nào được làm hết trơn. Đi trời mưa hả em? Đi trời mưa á chị. Rồi cái tối thì xuống ghe ngủ với cái chị cũng ở trong đoàn á, mà chị ở dưới ghe á. Xuống dưới ghe ngủ. Cái tối lại thì mấy anh kia lại kiếm rồi quậy phá. Phá gì em? Cũng như là kiếm BD. À, chọc ghẹo hả? Dạ, chọc ghẹo. Em còn nhớ lại là giấc chiều á, hai chị em đang tắm dưới sông á, thì cái bên sông bên kia thì có một cái quán nhậu. Mấy nói là bữa nay có gái mới về, cho nên là tối nay phải đi lại coi. Thì vô tình lại thì trời mưa, không có hát. Mà tối lại 5-6 người kéo xe đùng đùng lại kiếm. Lúc đó hai chị em trốn dưới ghe á, mà đâu có dám lú mặt ra đâu. Cái em sợ quá, cái em mới đi xuống dưới ghe mà em bò bò. Mà ở dưới Sóc Trăng á, mấy con đĩa đồ nhóc hết trơn luôn. Cái em bò dưới ghe, em ngồi núp dưới ghe á, mà đĩa nó đeo mà cũng phải gán chịu đựng á. Tới khi mà mấy anh kia về mới leo lên. Cái em mới nói thôi chị ơi bây giờ bỏ đi đi, đừng có làm ở đây nữa. Thì lúc đó là em còn nhớ là chị đang xài cái điện thoại Vinaphone. Thì hai chị em mới bán cái điện thoại đó là được 300 mấy. Rồi hai chị em mới từ Sóc Trăng đi về Vĩnh Long. Thì khi mình rong ruổi theo mấy cái gánh hát Lô Tô đó, thì có tình yêu nào xuất hiện không em? Dạ cũng có. Nói chung là em đi được khoảng một năm mấy, thì cũng có người thương vậy đó. Nhưng mà em không có nghĩ tới chuyện tình yêu, tại lúc đó còn mén, còn nhỏ. Cho nên là nghĩ là thôi vui chơi thôi, chứ không có mà nghĩ tới chuyện yêu đương lâu dài gì hết. Lúc đó em đã mặc đồ con gái chưa? Dạ lúc đó thì tóc em cũng tém tém. Nhưng mà lúc đó là ban ngày thì cũng bận đồ con trai, rồi ban đêm thì giả lộ làm gái. Rồi bắt đầu từ từ thì mới bận đồ con gái chính thức luôn. Chính thức mặc đồ con gái là lúc em mấy tuổi? Lúc đó là 2011 á chị. 2011 là chính thức mặc đồ con gái luôn á. Nói chung là 2009 là em đã bỏ nhà đi. Nhưng mà tại vì lúc đó là đồ con gái em không có nhiều. Cho nên là ban ngày phải làm nam, ban đêm phải làm nữ. Rồi khoảng 2011 bắt đầu mới có đồ con gái nhiều này nọ, rồi bắt đầu em mới làm con gái luôn. Với tóc lúc đó là cũng dài dài. Rồi đến khi nào em có được cái tình yêu thực sự? Nói chung là nói chung là thật sự mà nói là cái tình yêu của em là đã gặp trắc trở tới 3-4 lần đó. 3-4 lần hả? Dạ. Trắc trở là sao em? Mối tình đầu tiên thì có người thương mà em không chịu. Rồi sao em không chịu người ta? Tại vì em nghĩ là lúc đó là mình còn nhỏ, mình không có muốn yêu đương, nhưng mà lại có người thương. Rồi cái giống như là em làm khổ cái người đó. Thì những người mà đi chung đoàn á, người ta cũng có nói mình đối xử tệ với người khác là trời sẽ trả báo mình. Mà thật sự mà nói là em gặp thiệt. Gặp mối tình thứ hai á thì trời ơi đất hỡi. Đâu trời ơi như thế nào nào? Trời ơi như thế nào em cứ kể là, cụ thể đi. Là mối tình thứ hai thì cái người đó cũng vẫn đi theo em, đi theo Lô Tô luôn. Nhưng mà sống được khoảng mới có chưa được tuần lễ nữa, là cái người đó giống như là bộc phát ra liền. Không có còn thương em nữa mà lại hẹn hò với con gái. Mà em không có biết em đang ngủ trưa. Thì vô tình là em mới thức dậy em đi
tìm ảnh thì em nghe những người trong đoàn nói là ảnh đang nói chuyện với gái bên kia xong, tại vì đoàn ở chợ bên đây, bên xong là nhà của người đó. Em mới đi qua em thấy, em mới kêu ảnh về mà ảnh không có về. Lúc đó em rất là buồn, bởi vì anh nói là sao ảnh không về? Anh nói là anh đang nói chuyện với bạn anh. Cái em còn hỏi là ủa bạn anh là bạn gái hay là gì? Anh có nói là bạn gái. Em nói ủa vậy em là gì của anh? Anh nói là cũng như là mình chỉ vui chơi thôi chứ anh không có thương gì yêu em chứ. Lúc đó em rất là buồn. Lúc đó là anh nói thẳng vậy luôn á hả? Dạ. Thật sự mà nói lúc đó em rất là buồn thiệt á. Xong rồi em nói thiệt, lúc đó là em suy nghĩ là em muốn tự giận luôn á. Nhưng mà những người trong đoàn mới khuyên em, nói là mình đừng có gì người ta vậy mà mình tự giận, mình giống như là mình tự làm khổ mình. Tại vì tương lai của mình còn dài chứ đâu phải là người này thương mình thôi đâu, cũng còn người khác thương. Cho nên em mới suy nghĩ tới chuyện đó. Khoảng chừng 3-4 tháng sau, cái đoàn hội chợ mới dọn về chỗ khác. Thì vô tình lại á, ngày hôm đó thì những người trong đoàn á mới rủ đi chơi. Thì vô tình đi chơi thì gặp cái anh kia, mà anh kia thì nhỏ tuổi hơn em 3 tuổi. Anh nói anh thích em. Em thì lúc đó giống như là em đã bị một cái cú sốc rồi, cho nên là em cũng cảm thấy rất là sợ. Em nói là anh nói anh yêu em nhưng mà để cho em suy nghĩ lại. Hai người cũng tìm hiểu này nọ. Cái ngày hôm đó là đoàn hội chợ chuẩn bị dọn đi á, mà ảnh đang đi thi luôn, ảnh bỏ thi ảnh đi theo em. Cái bắt đầu gia đình ảnh mới đi kiếm. Thì hai người đi trốn trước, tại vì đêm đó là đêm chót của hội chợ, thì em với anh đó mới bỏ đi trước, rồi đoàn mới đi theo sau. Vô tình á, sáng ngày hôm sau thì đoàn dọn đi, thì bà ngoại của anh đó và mẹ của anh đó lại không cho đoàn dọn đi, nói là phải lôi con tôi ra đây tôi mới cho đoàn đi, không thôi tôi sẽ báo công an lại. Thì những người trong đoàn mới chỉ chỗ của em và anh đó đang ở, đang cho mẹ anh đó lên kiếm. Thì có một bạn ở trong đoàn chạy lại nói: Thảo ơi, mẹ của chồng mày bắt chồng mày về rồi. Trời, lúc đó em cũng rất là buồn luôn á, rất là sửng sốt luôn. Nhưng mà rồi cũng bình thường, tại vì giống như là cũng mới cho nên là chưa có sâu gì mấy, cho nên là mình cũng không có buồn gì mấy. Rồi bắt đầu cái cuộc tình kế tiếp nữa là quen được cái anh đó cũng trong hội chợ luôn, mà anh thứ ba này là chỉnh âm thanh cho đoàn hội chợ. Rồi hai người cũng sống khoảng chưa được năm thì em thấy không hợp, em mới chia tay với ảnh. Mà người chia tay là em, tại vì ảnh quá ghen. Cũng như giống như là đoàn hội chợ hôm đó là không có hát, thì em mới định là đi vô đoàn ca nhạc Phương Tường coi. Thì những người trong đoàn đều đi, em cũng đi luôn, mà ảnh không chịu đi. Cái em mới nói đi chơi cho vui chứ nhà cũng buồn vậy đó. Cái ảnh bóp cổ em, ảnh nói ảnh giết em. Em nói trời em sợ quá trời. Cái em mới la lên thì mấy người trong đoàn mới can. Thì xong rồi em mới sợ, em nói thôi mình, em cảm thấy là em không có hợp với anh đâu, tại vì anh sống với em mà anh vậy thì em sợ lắm. Sợ lỡ như khi sau này đụng cái chuyện gì đó anh giết em này nọ. Sao đi coi nhạc đoàn hội chợ không cũng không cho? Tại vì lúc đó là cái đoàn hội chợ của em làm là có hai chủ. Em thì em hát cho chủ này, còn ảnh thì làm cho chủ kia. Mà cách nhau sao hay là chung một đoàn? Không, chung một đoàn luôn. À, chung một đoàn luôn. Nhưng mà tại vì chủ của ảnh thì đi về phải bắt ảnh phải coi cái gian hàng đó. Còn của chủ của em thì ở lại đoàn, cho nên là em đi thoải mái. Còn ảnh thì mỗi lần ảnh đi là phải hỏi chủ ảnh, cho nên là ảnh cũng không muốn đi. Mà ảnh không đi thì ảnh phải bắt em ở nhà. Em thì cái giò em là giò đi, em muốn đi chơi này nọ. Cái em sợ quá em mới nói tiếng chia tay ảnh. Thì khoảng chừng mấy tháng sau em mới quen lại mối tình kế tiếp, là mối tình cuối cùng của em. Vừa rồi hai người gặp nhau vào lúc nào? Lúc đó là em vừa chia tay người kia xong, em mới đi đoàn khác. Xong một thời gian cái em mới trở về đoàn đó, thì vô tình em gặp ảnh. Mà lúc mới ban đầu em gặp ảnh là em với ảnh là giống như là nước với lửa vậy đó. Gây lộn dữ lắm luôn. Gặp là cũng gây lộn, ăn cơm cũng gây lộn, mà tới giờ ngủ cũng gây lộn. Ngủ thì em ngủ ở dưới sân khấu, còn ảnh ngủ ở trên. Là bắt đầu hai người chở mỏ trên xuống là chửi lộn. Ghét của nào trời sao của đó, đó. Cái ngày hôm đó thì cái chị mà hát chung á, chị nói là thôi để chị làm mai cho mày thằng này. Tao cũng hy vọng là mày với thằng này sẽ hạnh phúc. Em nói thiệt, em chưa có biết là người đó là ai. Thì tự nhiên ảnh ở đâu mà ảnh ban vô. Là lúc đó là em cũng rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên luôn. Vậy mà lúc đầu em cũng nghĩ là thôi kệ đi, quen chơi đi. Tại vì lúc này mình cũng đang buồn, mùa mưa mà mình đang buồn, có người tâm sự cũng đỡ. Mà không ngờ là nói tiếng quen chơi, mà không ngờ là ở tới gần 9 năm luôn. 9 năm quen chơi mà thành thiệt đó cưng. Yeah. Nhiều khi mà tưởng thiệt mà không thấy đâu hết. Của em rồi quay trở về cuộc sống tuổi thơ của em đi. Nó cực khổ như vậy á, nhưng mà nó gắn liền với bố mẹ hay là như nào em? Từ nhỏ là em đã bị mồ côi cha, tại vì cha có vợ bé, bỏ em từ nhỏ. Rồi cho nên là em chỉ sống với mẹ.
và đôi khi cũng có qua nhà của cô ở với cô. Sống với mẹ thì cực khổ lắm. Mẹ thì phải đi làm để mà trả nợ, cho nên là mẹ thì chỉ có em là giống như là để mà giúp sức cho mẹ để trả nợ. Mà bán vé số ngày nào cũng bị mất tiền á. Nhiều khi em ăn xài rồi cái em về em nói dối mẹ, em nói là bị mất. Còn không nữa thì em nói là bị mất vé số này nọ. Rồi mẹ mới đánh đòn. Cô ruột của em là chị của cha em thì mới thấy vậy, mới bên em thì mới kêu em về ở với cô. Thì lúc đó là em bỏ mẹ đi. Lúc đó em cũng rất là buồn, bởi vì mẹ chỉ có mình em thôi. Mà nếu mà em đi em bỏ mẹ như vậy thì không có còn ai mà để trả nợ cho mẹ. Nhưng mà bởi vì ở với mẹ quá khổ, em thì em không có muốn khổ, cho nên em mới quyết định em bỏ em đi. Thì lúc mà em bỏ đi thì mẹ buồn lắm, mẹ giận luôn, mẹ không thèm nói chuyện tới. Tới ngày em chuẩn bị em bỏ nhà đi á, đi được một thời gian khoảng năm em về, là lúc đó là mặc đồ con gái á, thì em về em gặp mẹ. Em biết là lúc đó mẹ rất là giận, em mới nói là lần này em quyết định là em bỏ nhà đi luôn. Thì khoảng em đi khoảng chừng 3 năm không liên lạc gì nhà thì mẹ rất là lo. Bắt đầu mẹ mới đi tìm. Thì vô tình ở xóm nhà em á thì cũng có người làm hội chợ. Thì mẹ mới nhờ cái trưởng đoàn hội chợ đó nói với những người mà đi hát ở xứ xa, con có gặp em tên Thảo vậy đó, thì liên hệ với Thảo nói là mẹ đang ở nhà đang kiếm. Thì bắt đầu người ta mới đưa số điện thoại của mẹ em cho em. Em mới điện thoại về thì hai mẹ con mới tâm sự. Thì lúc đó là mẹ mới hiểu em, không có lo được cho mẹ gì hết. Tại vì đi hội chợ rất là cực, em không có đủ ăn đủ sống. Nhiều khi mình muốn sắm cái bộ đồ đó hoặc là muốn làm cái việc gì đó mình phải hạ tiện. Rồi nhiều khi mẹ xin em cũng không có tiền để cho mẹ nữa. Đó, khoảng thời gian sau này em mới lâu lâu mới gửi tiền về cho mẹ. Sau này khi mà em nói chuyện lại với mẹ, em có bao giờ xin lỗi vì em đã bỏ mẹ mà đi không? Đã từng rất là tổn thương khi mà người con của mình dứt ruột đẻ ra mà bỏ mình đi như vậy không em? Mẹ không có nói với em mà mẹ nói với người khác. Mẹ nói là nuôi cho nó lớn, lớn khôn. Bây giờ nó bỏ đi. Khi em nghe như vậy thì em thấy như nào? Em nghe em rất là buồn. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh cho nên là em không có muốn là khổ. Tại vì ở với mẹ cực quá, với lại bị đánh hoài, lúc đó còn nhỏ, cho nên là em rất là sợ đòn. Cho nên là em mới bỏ em đi. Lúc đó còn nhỏ quá.